À, nữ tỷ phú trẻ tuổi nhất làng ta hôm nay đi đâu thế này? À, anh Thành đi chử. Em đang tính tìm gặp anh để rủ anh đi đá bắt cháo lòng ấy mà. Anh thì dạo này bận đếm tiền quá, đâm ra là không nhiều thời gian. Nhưng mà nếu mà hôm nay mình tiện thế này thì ra ngay đầu ngõ làm mét mòng, được chứ? Được. Thế thì đi luôn. Đi thôi anh. Là nhiều drama phết. Trước vừa có bà vô bị mày thôi miên mà. Thế á? À. Thôi miên thì nó lừa được cái gì nhỉ? Thôi mày, em muộn rồi. Ôi thôi, quá cả giờ cơm. Thôi về đi, cũng no nước rồi. Nhỉ? Ờ, đi về. Về đi. Này 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 này. Chuẩn bị về à? Vâng ạ. Thế thì thanh toán tiền cho anh cái nhỉ? Ở nhỉ. Toán anh đi, nào cũng thế. Chúng mày thêm cho tao một ít đi, hôm nay tao chỉ còn có một nửa thôi. Không có tiền. Anh trai. Anh đây. À, anh trai cho em xin một cơ hội nữa được không? Cơ hội gì em nhỉ? Cho bọn em gửi trước một nửa, còn một nửa còn lại thì anh ghi sổ cho bọn em nhé. Chết giờ thật đấy. Có mấy đồng bạc các chú uống nước mà cứ nợ. Anh có tí tiền để anh xoay vốn thôi. Các chú mà cứ nợ này có mà anh sập quán luôn đấy. Thôi anh cho bọn em khất nốt lần này đi. Dạo này cuối tháng bọn em hết tiền tiêu bạc rồi. Đúng đấy. Bọn em không dám xin thêm nữa đâu. Ở cái đất chó ăn đá gà ăn sỏi này, bố mẹ em đi làm cũng kiếm tiền chật vật lắm. Cũng đúng anh ạ. Làng bất ổn này của mình lại nghèo nhất cái xã bất thường, mà xã bất thường lại nghèo nhất cái huyện bất ngờ, mà huyện bất ngờ lại nghèo nhất cái tỉnh bất mãn. Cuộc sống mà. Đấy anh, nghèo từ trung ương đến địa phương như thế, làm gì mà có tiền thanh toán cho anh được. Các cô các cậu nói thế thì anh cũng chịu rồi. Mà này, anh nói cho mấy đứa biết nhá, ngày xưa ấy, làng mình không có nghèo như thế đâu. Cường hào, địa chủ, ác bá, làng mình nhiều vô kể. Cái thời mà chiến tranh ấy, mọi người phải di tản rất là nhiều. Nhiều nhà không thể mang theo vàng bạc, kho báu được. Thế là phải đem chôn xung quanh làng chúng ta. Thế nên là làng chúng ta ấy, là sẽ có rất, anh nghĩ là sẽ có rất nhiều kho báu vẫn còn đang được chôn ở dưới đất này. Ơ, thật à anh? Thật. Nhưng mà anh có biết ở đâu không? Tất nhiên là anh biết rồi. Thế ở đâu? Anh nói cho mà em biết đi. Lại gần đây đây, anh nói cho mà nghe. Nghe cho mà rõ này, mở rõ cái tai ra mà nghe này. Anh biết là chỉ có ai có cái tấm bản đồ trong tay thì mới biết nơi chôn xấu, cất giữ những kho báu ở đó mà thôi. Bọn em làm gì có bản đồ. Em tưởng là anh biết chỗ rồi, chỉ thẳng cho bọn em, bọn em đào luôn. Ai ngờ bản đồ thì làm gì. Anh biết thì anh đã tự đi đào rồi, chả phải nói cho chúng mày nghe đâu. Nói như nói. Đi về đi, ra ngoài, cầm đây. Hãy nhớ nhận tiền lấy giả anh nhá. Vâng. Mai lại lượt tiếp. Đang ngủ thì đã bắt gọi xuống lấy bao tái ngô rồi không? Tìm đâu? Có đâu? Ở đây rồi. Bản đồ kho báu. Wow. Ui. Anh biết là chỉ có ai có cái tấm bản đồ trong tay thì mới biết nơi chôn xấu, cất giữ những kho báu ở đó mà thôi. Anh ơi. Dạ. Ăn cơm lâu thế. Vâng ạ. À. Tàu to rồi. Cất vào đây đã. Có lên ngay đây ạ. À.
Ê, mới sáng sớm đã gọi đi học. Mày ăn nhầm cái gì mà sao nay chăm chỉ đột xuất đấy? Mày nói bé thôi, ra đây tao bảo. Cái gì? Ra đây tao bảo. Chê, tao sắp ruồng rồi. Bé miệng thôi. Bây giờ ấy, mày lập kế hoạch đi tìm kho báu luôn. Thế mày có mang theo bản đồ kho báu không? Đi hốt về luôn. Nhưng mà bây giờ phải đi học đã. Bố tao bảo học để làm giàu. Giờ giàu rồi cần đi phải học. Ừ nhỉ. Thế phải đi hốt kho báu luôn mới được. Từ từ đã. Mày có biết đọc bản đồ không? Tao ấy, mày nhìn tao này, tao là cũng không biết. Hay là thôi, học nốt buổi địa lý hôm nay. Đằng nào mình cũng cầm bản đồ cơ mà, nghỉ sau cũng được. Thế thì cất vào đây. Não lòng lác lắm mà nhìn thấy mình chỉ có mất thôi. Đi. Ngó cái gì? Kho báu à? Ngon rồi. Vậy em nhiều tiền để làm gì? Ê, ông anh. Ông anh làm gì đây mà nhìn trông như trộm cắp vặt thế? Nhìn tao này mà đi trộm cắp vặt á? Ở cái làng này nhá, thích thì tao trần tao lấy luôn. Sao mà trộm cắp? Nhìn cái thằng ăn trộm hay tay máy lắm. Chán cơm thì thuốc nổ à? Đang có phục vụ kiếm tiền đây, muốn tham gia không? Nhìn em thế này cũng phải theo mày à? Ừ, thế thôi, tao tìm đứa khác. Thôi, nó thế thôi, thằng khác thì nó vậy. Nhưng em ok liền. Nói chuyện. Thế có phục vụ gì không anh? Em thì không chơi theo kiểu cái phi vụ gì có ông liên lấy trên Bắc Giang đâu nhá. Cướp tiểu vàng đấy cũng chưa đâu. Tao mà phải rủ mày vào chỗ chết à? Vàng không có, nhưng mà đồ cổ ấy, vật có giá trị thì có đấy. Ù, đồ cổ anh. Thế thì tiền tiếu cho hết. Anh vừa nghe lỏm hồi trẻ con đấy. Nó đang bàn về cái tấm bản đồ gì. Nghe nói là của ông bọn nó. Mà từ thời chiến cơ. Mà thế... là của Cường Hào nhá. Ác bá nó chôn dưới đất đấy. Thế thì anh ạ, chắc chắn là vàng thỏi hai đồ cổ anh ạ. Thế anh có kế hoạch gì chưa? Có rồi. Thế lên đường thôi chứ. Ok anh đi thôi. À từ từ đã. Anh phải đợi em về thay bộ quần áo mảnh chọe tí. Cái gì phải đẹp trai. Để tôi nhá. Nhanh lên. Nhanh lên. Ok ok. Bọn nó tìm ra trước anh mà nhịn đấy. Hẹn nhau chỗ cũ nhá. Mày lôi bọn tao ra đây làm cái gì đấy? Thì chúng mày cứ ngồi xuống đây đã. Chúng mày làm cái gì mà cứ lấy la lấy lút đấy? Có phải chính là nó? Có phải lấy nó gì ấy? Có thật không? Cái mồm tui. Mày mía mía cái mồm tui. Tôi xin chúng mày đấy. Tử Long nó mà nghe thấy chứ. Chết luôn. Nghèo quá, giàu không chịu được cái này. Đưa tấm bản đồ đây. Đừng hòng bọn em đưa tấm bản đồ cho anh. Phương Mai sẽ trước đi. Chúng mày không được bản đồ đây ấy. Thế quãng đường về nhà hôm nay ấy, vừa xa vừa khó đấy.
Sao? Sao? Uống nước suối cầm hơi à hả? 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 Cho em về đi mà. Đây là chú có giới không? Không à. Hả? À. Hả? Hả? Không à. Nào, nào. Theo tao là sống chống dao chết nhá. Uống nước lọc cầm hơi à? Hả? Hả? Gì đấy? Gì gì lâu ấy? Vừa đánh nhau hai ngày nay. Trong mày xón búa đó quần. Thằng nào thấy quần áo mới? Thế à, phải tắm rửa sẽ bắt hạt này chứ. Này, nhìn kìa. Kìa, cứu tinh của mày đến rồi kìa. Đây, em mang bản đồ đến cho anh rồi này. Anh thả bọn em ra đi. Biết điều thế là tốt đấy. Sớm rồi, đỡ ăn đòn không? Thật lửa nặng. Này, theo mày ấy, thì cái kho báu này này, nó nằm ở đâu trên tấm bản đồ này nhỉ? Đây này, nằm đây này, chỗ này này. Ý tao nói ngoài đời thật chứ, trong bản đồ đánh dấu sơ sơ đấy, ai chẳng biết. Đâu, để em xem nào. À, đâu, đâu, đâu. Em biết rồi anh ạ, cái gì nằm bằng giấy anh ạ. Mày ăn gì ngớ mồm à? Hỏi mày đã hỏi đầu gối hơn. Có thế. Hay bây giờ như này, lại anh bảo anh với mày chờ bọn nó đi về rồi ra hỏi bọn nó bàn một thương vụ làm ăn, chia cho bọn nó chưa, xong bọn nó đọc bản đồ kho báu vị trí ra, nếu mà ra anh em chạy trước, ok không? Tay cao cao tay. Thế lúc đấy tiền là của mình. Đi 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 nhanh nhanh nhanh. Mất giấc mộng giàu sang của tao rồi. Đứng lại đây. Anh Long, anh còn muốn gì nữa? Anh không làm gì chúng mày cả. Có tí chuyện muốn nói thôi. Bọn anh chỉ muốn ba chuyện làm ăn thôi. Đúng vậy. Anh thấy mấy đứa tìm ra kho báu ấy vất vả, nên là anh muốn thuê mấy đứa đào kho báu cho anh. Được thì anh chia phần nhá. Thế anh định chia em bao nhiêu? Tí 82. 5 năm thôi. Lấy thì nhiều. 73. 5. Nhưng mà công bọn em bỏ sức ra nó nhiều. 5 năm thôi. Đúng rồi. Mày tham thế. Tham gì? Chốt. 64. Đồng ý không? Không tao đốt. Píp. Hết lại luôn đấy. Trái được cái gì đâu. Thôi. Nào. Nào mày. Tao không. Đồng ý đấy. Thôi được rồi. Đồng ý. Chốt kèo. Ok, chốt kèo. Đi. Đi chúng mày. Đánh bạn em à hả? À, muốn gì? Dựa theo cái bản đồ thì mình đang ở hướng mặt trời. Mà hướng mặt trời là ở hướng đông. Nhưng mà cái kho báu này á, nó lại ở hướng tây. Cách máng nước 500m đi đến cái gốc ra và cách khoảng đấy 50 bước có cái hòn đá là trời ơi, tao biết ngay làm gì mà bọn hắn tốt như thế, chia chác này đỏ xì. Thôi không sao, bọn nó không biết được nó làm ở chỗ nào đâu. Vì vừa nãy tao nhảy mắt được con Thanh Hương rồi. Thế là chúng nó bị lừa. Tốt lắm, tao sẽ tặng cho mày một bông hoa gia đình. Vỗ tay. Ồ, ồ, rồi mua gia đình rồi. Như nào nhờ? Triển thôi. Đi. Cứ im lặng mà triển thôi. Đi thôi. Trời ơi, cứ mấy bước nữa thôi, cố lên. Trời ơi. Mà tao có thấy cây đào đâu. À, thấy rồi anh ơi. Đâu? Đấy, này, trong bao đấy này. Và thảo nào, cứ thấy mùi thum thủm nào đâu. Tình hình bị lừa mày ạ. Chết
tiệt mà. Biết tay tao đấy. Đi về. Bực cả mình. Đây đây đây, đúng vị trí mình đang đứng đây rồi. Từ vị trí cây cổ thụ này đi về phía tây nam 10 bước là đến vị trí của kho báu rồi. Đi đi, chúng mày đi theo tao. Nhanh lên. Đây đây, đi đi đi, đi theo tao. Thằng Toàn, thằng Thành lên trước đi. Bảy, tám, chín, mười. Ủa, chúng mày ơi, đây rồi, đây rồi. Ôi, cuối cùng bọn mình cũng tìm được kho báu rồi. Bọn mình sắp giàu rồi đấy. À, nữ tỷ phú trẻ tuổi nhất làng ta hôm nay đi đâu thế này? Anh Thành đi chử. Em đang tính tìm gặp anh để rủ anh đi đá bắt cháo lòng ấy mà. Anh dạo này bận đếm tiền quá, đâm ra là không nhiều thời gian. Nhưng mà nếu mà hôm nay mình tiện thế này thì ra ngay đầu ngõ làm mét lòng. Được chứ? Được. Thế thì đi luôn. Đi thôi anh. Này, bà sao đây? Ui, con này nó bị đơ rồi mày ơi. Mày, cấp cứu nó đi. Ờ, anh Long. À, thì ra là bộ ôn có chúng mày lừa tao. Đâu đâu, bọn em có lừa anh đâu. Tại cái hương chưa nói hết, anh bỏ đi rồi. Bọn này không thèm lừa anh đâu nhá. Anh Long, mẹ bọn này luôn lẹo lắm. Thôi rồi, bọn mày không giữ đúng lời hứa thì kho báu bây giờ sẽ là của anh. Bọn mày không có phần đâu. Oh no. Không được. Kho báu này là của bọn em. Anh không có phần đâu. Đừng có mà hòng. Chưa đâu. Xử lý vào đó cho anh. Anh Long, em có ý kiến. Bọn em mệt lắm rồi, không còn sức để đánh nhau đâu. Anh cho bọn em thực hiện tâm nguyện cuối cùng là được đập hụt kho báu cùng các anh. Được rồi. Chúng mày nói thế, anh chuẩn tấu nhá. Không được. Đây là kho báu của bọn em tìm được. Anh đừng có hòng mà cướp. Mày có mua không? Đưa đây, tôi gãy tay mày đấy. Hả? Trường, kéo ra cho anh. Giật cái hộp cái đi. Giật cái đi, giật đi, giật đi, giật cái bình đó đây. Giật đi. Anh Long, tối nay nam mình ca sĩ đẹp trai về hát anh ạ. Ô thế à? Bây giờ về kịp với anh ơi. Ờ đi 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 đi. Ờ, bao giờ thế ạ? Bây giờ cái này. Oh no. Ơi, không biết đâu, anh trả cho em đi thôi đây. Thôi, anh ấy lấy được rồi thì thôi. Nó lên dây vỡ rồi mà cứ tung tung. Kính thưa bà con, toàn thể anh chị em, đây là thời khắc trọng đại nhất của tôi. Xin từ giờ mọi người đừng gọi tôi là Long Lác nữa. Hãy gọi tôi là Long Đại Gia. Trường, đập xuống cho anh. Mở ra. Tôi mua bức thư này. Sao vậy anh? À. Thôi, đàn em còn cái gì dưới này nữa không đây? Bới đi, bới đi, bới xem còn gì không đây? Bới đi. Bới sâu xuống xem còn gì nữa không? Tao không tin có mỗi cái tờ giấy này đâu. Ô, cái gì đấy anh ơi? Đâu, đâu, đâu? Wow. Đâu. Xuống xuôi ạ. Tư tưởng cái món đồ gì nó trị giá lắm. Đấy, của chúng mày hết đấy. Dạ. Mất cả thời gian tao. Cứ tưởng có gì giá trị lắm. Tưởng là Long lại ra rồi. Ôi giời, chỉ là một khẩu súng cao su cũ kỹ và một mẩu giấy ố vàng.
Khi các cháu đọc được những dòng này thì cũng có thể là lúc ông đã lìa xa khỏi cõi đời này. Và hãy luôn tự hào rằng các cháu có một người cụ đáng tự hào, là một người tay bắn súng cao su cừ khôi, đã giành giải vô địch của làng quê bất ổn khi mới 10 tuổi. Vì đất nước ngày càng phát triển, các cháu sẽ không còn tìm được những trò chơi thú vị như thời ông cha nữa. Và cụ rất mừng khi các cháu đã có một trải nghiệm đầy vui vẻ. Qua đây, cụ đã dạy cho các cháu một bài học đắt giá về sự đoàn kết và bảo vệ lẫn nhau. Cụ Vinh thân ái chào các cháu. Hóa ra cũng chỉ thử lòng của chúng mình thôi. Làm tao cứ tưởng đào được vàng bạc kho báu. Trên đời này làm gì có kho báu. Hai anh, đi đâu từ sáng giờ? Về ăn cơm ngay. Vâng, con về ngay đây ạ. Thôi, tao về trước nhá. Chúng mày, tao cũng tiếc thay cho chúng mày lắm. Nhưng mà thôi, tao xin lỗi nhá. Tao về trước thôi. Tao cũng nói rồi.